Luận BK Channel xin gửi lời chào quý vị và các bạn. Hãy cùng đến với chương trình tổng hợp trận đấu, những pha bóng đáng chú ý và nhận định cá nhân của Luận BK. Video này sẽ mang đến cho các bạn những diễn biến chính của trận cầu nặng mùi tâm linh và cúng bái nằm trong khuôn khổ lượt về tứ kết UEFA Champions League giữa chủ nhà Chelsea và đội khách Real Madrid. Với những gì đã diễn ra tại trận đấu lượt đi thì gần như chẳng còn ai có hy vọng gì vào khả năng đi tiếp của chủ nhà Chelsea nữa cả. Ngay chính những fan Chelsea thì suốt ngày hôm nay đều thấy những hình ảnh nào là cúng bái, cầu nguyện và tâm linh vân vân. Họ cũng đã không còn đủ tự tin để nghĩ về cuộc lội ngược dòng theo cách bình thường nhất nữa. Rất có thể đây sẽ là trận đấu Champions League cuối cùng trước khi Chelsea tạm chia tay một hoặc vài năm nữa. Phép màu cũng rất khó có thể xảy ra nếu nhìn vào đội hình ra quân của hai đội. Bên phía chủ nhà, vì chấn thương cùng thẻ phạt nên hai cầu thủ rất quan trọng là Koulibaly cùng Ben Chilwell đều không thể ra sân. Sơ đồ mà huấn luyện viên Frank Lampard sử dụng vẫn sẽ là 3-5-2 biến thể với Kai Havertz tiền đạo cắm, còn Gallagher đá hộ công. Bên phía đội khách Real vẫn y nguyên đội hình trận đấu lượt đi. Đáng chú ý nhất đương nhiên là bộ đôi sát thủ Vinicius Junior cùng Karim Benzema. Hiệp 1 khởi đầu với thế trận hơi khác so với lượt đi, khi Real nhập cuộc chậm và chắc, còn chủ nhà cố gắng áp sát nhanh và đá ráp. Mới vài phút trôi qua thôi, các cầu thủ áo xanh đã va chạm rất nhiều, làm vài cầu thủ bên phía Real phải ôm chân đau đớn. Những lực gây sức ép của chủ nhà cũng đã mang đến kết quả khi phút thứ 11, xuất phát từ hành lang phải, bóng hướng đến Kai Havertz, tiền đạo người Đức không thể khống chế được bóng, để bóng này ra đến vị trí của Kante đang rất thoáng trong vòng cấm. Kante tung cú vô lê chân trái quyết đoán nhưng đáng tiếc là bóng đi chạch cột dọc trong gang tấc. Đội khách cũng không thể mãi chịu trận. Phút thứ 20, một pha phối hợp bên cánh phải với sự đa năng của Cavahan, bóng đến vị trí Rodrigo trong vòng cấm. Tiền đạo cánh người Brazil xử lý kỹ thuật và tung ra cú sút ở góc khá hẹp. Bóng đi căng nhưng chạm mép ngoài cột dọc bay ra ngoài. Một pha bóng thay lời cảnh cáo dành cho chủ nhà Chelsea. Họ cần phải dồn đội hình lên để ghi bàn, nhưng hãy coi chừng các pha phản công bên phía Real. Những phút tiếp theo, đội chủ nhà vẫn miệt mài dâng cao đội hình, chấp nhận mạo hiểm để áp sát khung thành bên phía Real, nhưng hiệu quả chưa có nhiều. Thay vào đó, thi thoảng đội khách lại có những pha phối hợp nhuần nhuyễn và dứt điểm nguy hiểm. Phút thứ 32, Luka Modric băng lên âm thầm, có bóng trong vòng cấm và tung ra cú sút chéo góc rất chất lượng. Thủ thành Kepa cũng thi đấu rất tập trung nên phản xạ kịp thời đẩy bóng ra chịu quả phạt góc. Tỷ số vẫn chỉ là 0-0 trong sự sốt ruột của các khán giả nhà. Những phút cuối hiệp 1, đội chủ nhà liên tục được hưởng phạt góc, nhưng như một thói quen ở mùa này, Chelsea chẳng thể tạo ra phát dứt điểm nào tốt từ các cú phạt góc ấy. Còn đội khách Real vẫn thủ chặt và phản công rất nguy hiểm. Các cơ hội của Vinicius Junior hay Benzema là minh chứng cho sự nguy hiểm của lối chơi này. Đến phút thứ 45+1, khi các khán giả đang chuẩn bị rời sân để nghỉ giữa giờ thì Chelsea có một cơ hội ngon lành nhất hiệp. Cucurella là người có bóng sau tình huống lộn xộn, vị trí là cực kỳ thoáng, đối mặt với duy nhất thủ môn là Courtois mà thôi. Tiếc rằng chú bé tóc xù dứt điểm quá tệ. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số không đều, người tiếc nuối nhất chính là chủ nhà Chelsea khi họ đã có những cơ hội rất rõ ràng để mở điểm. Bước sang hiệp 2, tỷ số chưa biến đổi nên thế trận cũng chẳng có khác gì. Chủ nhà vẫn cố gắng tạo ra nhiều cơ hội, còn đội khách chơi chậm chắc. Phút thứ 52, lại thêm một tình huống bóng nữa làm các cổ động viên Chelsea phải tiếc nuối. Gallagher bật cao tranh chấp bóng bổng, đưa bóng đến vị trí của Kante đang đứng rất thoáng. Nhưng tiền vệ người Pháp đã không thể chiến thắng được pha cản phá của Eder Militao ngay trước vạch vôi. Tiếp sau đó, phút thứ 55 đến lượt Enzo Fernandez sút xa sát cột dọc. Phút thứ 57 là Kai Havertz nhưng sút như đói ăn, quá nhẹ và quá hiền. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá. Phút thứ 58 lại vẫn từ hành lang phải, Rodrigo nhận bóng chạy cực nhanh vượt qua pha chi cản của Chalobah. Sau đó đưa bóng vào vòng cấm với sự xuất hiện của Vinicius Junior. Anh rất bình tĩnh, không sút mà nhả lại cho chính Rodrigo dứt điểm. Bóng lăn vào lưới trước sự bất lực của các cầu thủ Chelsea. Tỷ số được mở cho đội khách, nâng tổng tỷ số lên sau hai lượt trận thành 3-0. Đây cũng chính là hình ảnh quen thuộc của Chelsea mùa này. Tấn công rất nhiều, sút nhiều nhưng chẳng có bàn thắng nào cả. Còn bị phản công là thua luôn. Đến phút thứ 67, đội chủ nhà tất tay khi tung thêm 3 cầu thủ tấn công khác vào sân là Joao Felix, Modric cùng Raheem Sterling. Điều bất ngờ chính là việc thay Enzo Fernandez ra ngoài, dù cho tiền vệ này thi đấu không hề tệ. Cũng có lẽ khi bị quá nhiều áp lực cùng vô vọng nên huấn luyện viên Frank Lampard thay người hơi hỗn loạn. Còn bên phía đội khách, họ cũng rút tiền đạo cắm Benzema ra ngoài thay bằng tiền vệ thủ Tchouaméni nhằm mục đích đảm bảo an toàn hơn nữa cho thế trận phòng ngự. Thay người trong hỗn loạn và đội hình rối rắm, mất hoàn toàn thế trận cũng như tinh thần, đội chủ nhà tiếp tục chịu thêm một bàn thua nữa. Phút thứ 80, một pha phối hợp như đã tập của Real với cú solo điệu nghệ đến từ Van Verde, anh kiến tạo cho Rodrigo hoàn tất cú đúp trong trận đấu này, nâng tổng tỷ số lên thành 4-0 sau hai lượt trận, chính thức nhấm chìm toàn bộ hy vọng của đội chủ nhà Chelsea. Các khán giả trên sân đã ra về sớm. Những phút còn lại, thi đấu trong sự vô vọng nên các bước chân cầu thủ Chelsea gần như vô hồn. Mặc dù Real cũng không còn đá quá quyết liệt nữa, để lộ khá nhiều khoảng trống trên sân, nhưng đội chủ nhà cũng chẳng có cách nào để đưa đội bóng vào lưới. Trận đấu kết thúc với tỷ số y chang lượt đi, 2-0 cho Real. Tổng tỷ số là 4-0. Chelsea chính thức nói lời tạm biệt với đấu trường Champions League này, ít nhất là cho đến hết mùa giải năm sau. Theo nhận định của cá nhân Luận BK, đây là trận đấu tiến bộ hơn rất nhiều đến từ Frank Lampard,
đặc biệt là trong hiệp 1 cùng nửa đầu hiệp 2, những miếng phối hợp khá ổn và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng đáng tiếc tình trạng dứt điểm siêu kém cỏi mùa này vẫn chưa thể thay đổi. Phung phí quá nhiều và phải trả giá. 2-0 là tỷ số nhẹ nhàng, vừa đủ để khẳng định đẳng cấp đến từ Real Madrid, đẳng cấp của huấn luyện viên lão làng Ancelotti. Họ chắc chắn vẫn sẽ là ứng cử viên hàng đầu trong ngôi vô địch mùa này. Vừa rồi là phần tổng hợp trận đấu khá ao trình giữa Chelsea và Real Madrid của LBK. Suất đầu tiên của bán kết đã điền tên Real. Họ sẽ chơi đối thủ của mình là người chiến thắng trong cặp đấu giữa Bayern và Man City tới đây. Các bạn nhớ like, share cùng subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!